Vâng, Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video chiều nay. Thì hiện tại Duy Minh đang có mặt trước cái đường đi vào mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh quý cô chú anh chị. Thì trước mặt quý cô chú anh chị đó là hai cái ông lăng. Hai cái ông lăng hôm nay là Duy Minh thấy có sự khác biệt quý cô chú anh chị, đó là hai ông màu đỏ. Hôm nay ổng cái màu ổng nổi lên rồi quý cô chú anh chị. Đó, nổi lên nè ha. Hai cái màu thì rất là lạ. Đó quý anh chị, rồi con bác thấy cô lạ không chứ Duy Minh thấy lạ đó. Hôm nay thấy hôm qua cô Năm cô nói bữa nay sao nổi màu lên màu đậm chứ hả. Đó quý anh chị, thì cái ông lăng này á Duy Minh nghĩ thì bằng cái loại đá quý cho nên là khi mà để lâu á thì sẽ màu á, với anh em mình hay nửa tháng hoặc là cuối tháng anh em mình lau gội một lần á thì sẽ có cái màu nó nổi lên quý anh chị. Thường thường đá quý á mà mình để lâu á, mình lau chùi hoài á thì sao nó dưới cái tay của ai mà ví dụ sâu chuỗi đi, mình đeo lâu nó cũng nổi màu quý anh chị. Cẩm thạch rồi đó nó cũng nổi màu lên ha. Đó, hôm qua thì nghe cô Năm nói là mình mới phát hiện là cái màu nó nâu lên, nó đỏ lên quý anh chị. Thì thường thường là mình lựa ngay cái ngày rằm nè, hoặc là cuối tháng á, 29, 30 gì đó, hoặc là mùng 1 gì đó quý anh chị, là mình lao cho ổng. Anh em ơi, anh em vô đó. Vô lau mộ nè. Bà con cô bác có thể nhìn cái khung cảnh buổi chiều nó rất là im mã luôn quý cô chú anh chị, thấy không, rất là ấm áp luôn. Còn đây là những cái cây dù để dành cho là khán giả ha. Hiện tại giờ Duy Minh đang còn để ở nhà của anh Ngọc, nhờ anh Ngọc giữ giùm còn 6 cây ở nhà ha quý cô chú anh chị, 6 cây nữa nhưng mà ở đây thì 4 cây thôi. À, quý cô chú anh chị, của khán giả gửi Duy Minh, khi nào mình hết thì mình đem đi nữa ha. Bây giờ thì mộ của chú hiện tại bây giờ á là Duy Minh thấy rất là im đềm luôn quý cô chú anh chị. Giờ anh em mình chuẩn bị là tập trung vô đây để là mình lau mộ chú và dọn những cái hoa nè quý anh chị. Đặc biệt ở đây thì chị Hùng Ngọc thì tặng nguyên một tháp nướng nước luôn, cúng rồi quý anh chị. Mình thỉnh giải một chai trước khi mình uống. Uống một cái cho nó có sức để là mình nói chuyện quý vô anh chị. Chứ mình cũng đang khát nước ha. Đang khan tiếng á cho nên là mình thỉnh lọc. Giờ là chỉ cúng mà mình thỉnh lọc mình uống. Cảm ơn chị Hùng Ngọc ha. Hỗ trợ cho mấy bà con cô bác đến đây viếng mộ rồi có nước uống. Anh em cũng được uống ké luôn cho nó mát mẻ ha, nó thông cổ mát họng. Đó, khi mình quay clip xong tí xíu mình uống còn nửa chai mình uống nữa ha. Bây giờ thì mình vô cái việc đầu tiên là mình dọn hoa đi. Hoa thì để chắc mấy anh em nào dọn. Ủa cái đó có gì mà múc nước làm gì vậy? Cái gì? Ồ gũ trùng hả? Ồ gũ. Anh đầu tư. Ồ cái giữa chung đem vô đây giữa luôn hả? Giữ thì đã. Bãi hả? Rớt bãi hả? Em xuống đây luôn. Ừ. Rồi bỏ hết đi. Anh nói gì nữa mình để dưới đó chứ. Anh dạy. Bông bỏ luôn hả? Bữa nay. Giờ nó cũng rủ. Dụ cái này nó rủ rồi. Đúng rồi, thầy Duyên. Thôi thầy Duyên mà tại vì nó nắng quá. Anh nói là bữa nay là định ngày mai còn bữa nữa mà nó không kẹp luôn á. Ủa mày sao bên đó? Nè, quý cô chú anh chị. Cái này làm như nó nè, nó rủ luôn nè. Nắng quá. À cái bó đó được đó, bó nó còn được đó. À, cây. Cái này là nó héo rồi. Đúng rồi, cái đó còn để là được đó. Cái bông héo. Đó, đi riêng đi.
đúng rồi. Bông tươi thì để lại chân ngày mai tiếp cho cậu. À, như cái này cũng héo quá rồi nè. Ừ. Như cái này nè. Héo quá trời héo rồi nè, lũ hết rồi nè. Nè nè. Cái này héo luôn nè ha. Lũ hết rồi nè. Cái nhiệm vụ của anh áo vàng thì sẽ tỉ mấy bông héo á, còn cái nào mà còn tươi thì để lại nha. Héo hết rồi, héo hết rồi, bỏ bớt đi chứ để bàn thờ cậu nhìn không có đẹp. Ồ, nó có cái mùi gì dữ vậy? Mùi nồng luôn á. À, héo. Đừng nói anh về anh làm một bồn nước hoa anh tắm nha. Một cành. Ngày xưa các phái nữ vua chúa tắm bằng hoa hồng. Phái nữ mà còn vua chúa nữa hả anh? Thôi giờ mình dọn dẹp đi. Rồi, lau mẫu lên. Rồi. Giờ anh lau mẫu trước ha. Ai lau mẫu cậu thôi. Ai ha. Lau mẫu trước. Cái này mà có duyên mà cho ủa nhà cái tim này bữa hết đúng không? Lấy trong cái một ngày á là anh em mình sẽ chia ra hai buổi chính thức để làm ha, buổi sáng và buổi chiều trước khi mình ra giờ nó cũng vậy. Anh nào đến trước thì lao trước, đến sau thì lao sau. Sau khi mình vô. Anh nào không đến thì không có lao nha. Không đến thì không có lao. Buổi sáng là bắt đầu cái gì? Nhưng mà đến là đến là lao thì mình đọc lại. Ông nào đến trước thì lao trước, ông nào đến sau thì lao sau, mà ông nào không có đến thì không được lao á. Ồ, anh nào lau nhiều quá thì đuổi anh ra về luôn. Lau nhiều quá để cho người khác vô lau. Cứ đi lau hoài, dành lau hoài. Nhả cái chừng nhả điện thoại chú. Để thảo. Ở chơi nghe bà con. Ai muốn lau sao lắm. Chứ không có quyền mà đuổi người ta nha. Nhiều khi mình nói chơi mà nhiều khi cũng có nói giả vô tự nghĩ là thiệt đó nha. Khán giả vô nghĩ nó mày có quyền gì mày đuổi người ta được chết. Ông buổi chiều ông mộ rồi có khán giả tới. Giống như giờ này là trời mát á, khán giả người ta tới. Cũng chưa nắng quá chừng luôn rồi, khán giả người ta tới. Tại vì cho chú mát ra. Cái này mình lao ở đây á, ý mình nói chú mát là kiểu như là mát cái... Nếu mà chú mà có thấy được á, cái trong cái tâm linh thì mình cũng biết đi. Mà cũng mát mà kiểu như mát lòng mất dạ á. Để lại đi nữa không làm gì nữa. Mấy cô nha. Chào mấy cô nha. Chiều mấy cô nha. Mình cho có hai cái ăn thơm đi. Trong cái điện thoại của ai đã rồi. Đâu? Gì hả? À, không sao, không sao. Rồi. Bất ngờ khán giả đá điện thoại tiền tiên. Nhưng mà vẫn còn quay đúng không? Còn quay là không sao. Thôi để đây đi, sau một khẩu tiếp. Giống như bữa cùi bắp cũng ngã cái điện thoại anh đó mà cũng còn quay không sao. Lao xong giấu đâu rồi? Đâu? Anh nói người ta lao nhiều quá đủ người ta bây giờ cái anh giấu giấy vậy đó. Đó. Đâu anh đâu giấu? Giấu tiền, giấu bạc chứ ai giấu giấy em? Tiền bạc có đâu giấu. Dạ. Mấy cô với mấy em mình là từ đâu đến đây? Bình Chánh. Từ Bình Chánh xuống đây hả? Ôi giờ có mộ của người thắng đây hả? Dạ. Dạ. Anh có, em thấy có cái bánh kìa. Thỉnh đi. Thỉnh cái bánh này đi. Để lọc đó. Cái bánh đó là cái của chú đó. Rồi ai không ăn thì tôi ăn à. Mấy cái bánh mà cúng cho chú á, vì mình khoái lắm. Để đi tí xíu mình ăn sao. Để đây để riêng nha, không ai đụng tới nha. Xí rồi đó. Đó.
cái bánh lọc của chú. Không, bánh của khán giả nãy á. Ê, mình để nước để cái gì chúng ta lỡ mấy tối nay con na nó vô nó hẹp nước nó làm một phát hồng hết luôn á. Không sao đâu, chứ không sao vậy gì. Không sao đâu. Nước không sao, sợ hoa á. Sợ hoa là mới ớn. Hoa là đèn đó. Đèn hả? Như không rồi đó. Chắc con tiên để ở trên. Nhang nhang, nhang mình còn nhiều không Ngọc? Nhang kia kìa, nhang thắt hương nè. Đây đây đã mới đem vợ mua hai nhang mới có năm đem vợ nữa. Tại chừng nào hết đừng mình mua thêm. Chứ mình đợi chừng nào mà nó cạn kẹt luôn là mua nó không kịp. Con nhang cái này dễ một chút. Đèn mua mới đưa 500 ngàn mua đèn cây hết đèn đó sáp đèn cây là em không mua đâu, em chỉ mua nhang với thằng giấy thôi mà mình mua mình lấy tiền mình mua không có lấy quỹ, tại vì mà còn một số khán giả cũng gửi cái tiền quỹ cho những cái hoàn cảnh nghèo quá, mình đang vẫn còn giữ nha, vẫn còn ghi sổ nha, không mắc đâu á quý cô chú anh chị, tại mình đợi chưa có thời gian để mình đi kia đi á. Cáo lỗi mấy anh lớn nha, cho anh khách nhang trước. Bữa nay là ít anh em nhé, hôm qua tôi nhớ là một tháng 10 ngàn nha. Chung là một bữa thì thường thường là đông nhất á, cái thời điểm mà đông nhất á thường thường là chủ nhật của cái chương trình, chủ nhật thì đông anh em, còn những cái ngày ví dụ như đầu tuần là thứ ba rồi đó là những ngày đó thì ít, chỉ có mấy anh em thôi. Thấy không giờ là lịch sự không đó, xin đốt nhang trước rồi cáo lỗi mấy anh em đàng hoàng, xin đốt nhang trước thì sợ lịch sự đó. Ví dụ trường hợp đó, ai làm bởi thì phạt 10 ngàn. Bởi gì? Bởi đèn hay gì? Bởi cái ống khói á. Ống khói hả? Trường hợp ai làm bởi ống khói phạt 10 ngàn. Không phải, mình nói hoài thì không được, mình nói phải tự nguyện đi. Tại vì đóng vô đi. Là mình đi ra ngoài mình mua đó. Mình mua trả cho chú. Mình nói tự nguyện đi cho nó lịch sự đi, đi cho nó nhẹ. Dạ, phải từ đây mà ai làm bởi gì là tự nguyện nha, đi mua nha. Em không nói là tự nguyện đưa cho người khác mua, mượn anh Ngọc hay là mượn ai cũng được nè, mượn mua cũng được, hay là anh Phương gì nè cũng được. Chiều nay đi mua rồi đâu còn cái hoa. Ủa, thì bãi nữa hay gì mua hoa BB này thì bãi nữa hay gì xài lâu thì kỳ luôn chứ sao không thấy không có thấm nước là xài lâu chém hả. Nè nghe, có khán giả mà phản hồi ý kiến rồi đó, cái vụ mà lau mộ nè, hồi sớm này nè anh cho nghe nè, lại đây là cái buổi sáng không biết sao thì anh không biết, nhưng mà có buổi trưa có nghe anh em nói, nhưng mà đến khi tí xíu trưa nữa thì có một khán giả gọi anh nè, người ta nói anh nè gọi, tại vì cái máy anh nói là nó gọi số thường là tự động nó sẽ ghi âm lại. Người ta phản hồi, người ta nói cái vụ mà đây nè, cái vụ mà không, anh đứng cho em nghe kể thôi. Lao đó rồi không? Từ từ mới được. Ủa giật, cho anh đi đâu chứ? À. Alo, cô chào Diêm Anh nha. Đó. Cô thấy bức xúc quá. Đó. Chú Miêu với anh Ngọc, chú Ngọc á, ông là dọn dẹp vệ sinh rồi đi trong thôn nó đi qua bên nhà chị ấy gì đó, nhà chờ ôm qua ôm với mình bông về để cho cậu thì có cái chú gì chú Đặng hả? Chú Đặng chi? Không hả? Ờ, ta phản ánh đó. À, anh để cho nghe cô nói coi. Khúc này lấp dấp quá.
tên gì đó mà tính chú nó cũng vô sớm mà. Không không. Trời ơi, cái xong rồi cái chú Nêu bằng nàng, chú Nêu bức xúc lắm, mai mốt rồi rồi con cô có ý kiến nhà nào góp ý tụi con. Ví dụ như là, hả, chú nó cho chú đồng điếm, chú không có phụ sai gì, thấy chú Nêu hai tay chất tay ôm, hai mấy bình bông mà cầm cái điện thoại nữa mà không có ấy đó, mà chú hả không phụ thôi để cho đi muốn ba bốn lần, nếu chú mặc với chú Nêu hai người thấy tội nghiệp chú, hai người hả mừng đi thương tới mừng lui mà hả. Ví dụ như cô bác khán giả mà gửi tiền gửi ngoài về là hợp lại anh em là chú Di Minh rồi với 15 hết là ý kiến là không cho ông đó, sao ông đó làm biếng quá. Cô nhìn buổi sáng là cô mở ra cô coi là cô nhìn thấy là rồi cái gì cái chú Nêu với chú Mập mà ví dụ như mình làm như vậy thì mình nhờ sao tôi là chú thằng mà la mạnh mình đây nè đó, tức là cái câu này cô nói nhiều lắm, dài lắm, tới 6-7 phút rồi, nhưng mà anh kết thúc nói chung là chắc sáng là anh không biết, nhưng mà câu này cô có ý á, là mơ mốt á, ai mà đến đây ấy á đến thường luôn nhưng mà ít có lao dọn mộ chú á là cô kêu á là có ai gửi quà gì đó là không có phần quà đó cô, đây là cô góp ý nghe, còn cái hồi sáng thì em vô chảy em không biết đó, cô nói gì đó. Cho nên là nhiều khi khán giả mà thấy anh em nào á mà không có quà thì đừng có buồn mà không thắc mắc, cũng tùy duyên đi. Đó, tùy duyên đi, cũng như là người ta lựa chọn ai á, người ta xem trên video á, những cái vị khán giả mà người ta muốn cho gì á, người ta cũng tin mắt lắm. Người ta theo dõi rất là kỹ, cho nên là người ta đã chọn cái danh sách đó. Cho nên là mong bà con cô bác cũng đừng có mà ấy ha, khiếu nại. Đó. Cái cô này là cô coi cái video đầu buổi sáng á, cô coi video buổi sáng đó, buổi sáng thì không có anh đó. Ý là Di Minh muốn cho bà con cô bác như một số khán giả người ta góp ý cho mình á quý cô chú anh chị. Cho nên là mình đến đây á là mình lao dọn phụ mộ là mới có khán giả có cho cái quà thì mới có nha, chứ nhiều khi khán giả người ta gạt tên ra thì cũng đừng có buồn, nó nói chung là vậy. Buồn gì ha. Rồi bây giờ thì mình ấy nha, thắp hương. Nói chung là mấy cô đó theo dõi rất là sâu sắc luôn quý cô chú anh chị. Mấy cô kêu góp ý kiến như vậy thì là có hồi sáng hồi sớm thì Di Minh có nói, nhưng mà Di Minh cũng cho nghe đoạn ghi âm á, rồi nhiều khán giả nói là cũng như nhiều khán giả lại không tin mình á, mình cho nghe cái đầu ghi âm để là có như vậy mình mới nói như vậy, chứ không có là mình không có nói nha. Khán giả góp ý vô là cho một nghe một cái đoạn thường một ngắn thôi đó. Chung khán giả nào góp ý thì mấy anh em mình đều ghi nhận quý cô chú anh chị để mình cải thiện trước. Còn cái hồi sáng thì mình không biết, tại vì mình vô chảy không có biết. Ô cái cành đang nó đổ hết rồi nè. Ở đây nó đổ hết rồi. Ủa cái cây này là cái gì ta? Cây thanh liễu anh. Thanh liễu. Cái cây này giống cái cây đẹp quá ta. Ủa cái cây gì? Cây thuộc bài á. Cái gì anh? Không phải. Cái thuộc bài đó phải. Biết rồi mà nó khác ha. Cái thuộc bài thì cái lá nó nhiều, nó dẹp mạnh, nó dẹp hơn dẹp. Vậy là nhỏ có bỏ vô đây thuộc bài đúng không? Đúng rồi, hồi đó anh học không thuộc bài anh bỏ vô nè. Bỏ cái hộp không? Nghe nói cây đó bỏ vô muốn thuộc muốn không nói chung là do mình thôi, mình không học thì có bỏ vô nó cũng không thuộc với chú chị. Hồi đó hay để vô á, nhưng mà tới hồi bỏ vô xong rồi cái không chịu học rồi nó cũng có thuộc đâu, không nuôi rồi cười. Nhưng mà tôi thấy cái đậu hành cái này á,
Nam mô Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 2023. Con tên 36 tuổi, của kênh YouTube Duy Minh Vlog. Pháp Lý Hương trình rất nhiều các ngày cô thần cầu mộ thổ địa để ra duy trạch mùa phụng thần của đồng hồ pháp ở trang hoa duy bình dương, cũng như chúc mộ ngày sự ưu tú du linh ăn sinh học giỏi ngoan ngoan có bản danh tâm dốc sinh ngày 10 tháng 12 năm 2028, ngày mất ngày 5 tháng 3 năm 2023 dương lịch, và ngày 14 tháng 2 năm 2023 âm lịch, năm Quý Mão hưởng thọ 86 tuổi. Hôm nay là buổi chiều, Duy Minh sắp kính hương cho tất cả bà con cô bác và xa trong ngọn nước rồi gắn đến Duy Minh nguyện những lòng cầu nguyện chú được giảng sanh về miền Việt Nam. Mình cũng nguyện gái em tất cả các em từ ekip đến YouTube trên đường đi về thuận lộ bình an, đi đến nơi gì đến chốn. Nam mô Phật. Chai nước này có nước đi nghe mọi người, không nước này ai làm thành một cái khung rồi sắp tới là mình chỉ cần không còn vỏ lá mai nào để mình tạo luôn, rất là sáng tạo quá. Đây là nó rụng hết trơn rồi, tức là sáng tạo rất là mình canh có ý tưởng cao tuyệt vời luôn. Đây là khán giả nữa là không làm, giờ nó rụng hết trơn rồi cũng mấy lá là gì sợ không có cơ hội làm, nó đang gì không vợ được hết nữa kìa, nó khô cái đó rồi đó, nó gì bất ngờ luôn. Bây giờ đợi tới Tết rồi coi chừng không còn cái lá nào để lặn. Còn tao 14, 15 á, không chạp rồi mới lặn. Hai đứng lên nói lên luôn đi, lấy ra nữa cho đi đến sau lưng. 14, 15 là đúng rồi, ở đó gần Tết mới ấy được. Thông thường á là lặt ngay cái ngày rằm, quý cô chú chị, rằm tháng 12 là trước đó là mình sẽ đón Tết quý cô chú chị. Mình lặt lá để cho cái bông nó nở mau quá, nó chỗ bông á. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Bình thường em lại 4 mà lại 3 nè, lại 4 em lại 3 kìa. Trời vậy, nay các bạn chọn kèm lao trong nhau má khóc. Bữa nay ít quá ha, ít hơn này ha. Bữa nay thứ hai. Còn có đông lao thì nó mau mà nó vui quá như vậy, giờ mà buổi chiều nay ít. Nhưng mà con cái nó cũng được im lìm ha. Gì nữa mà trúng lửa chưa? Trời trúng lửa ha. Đặt không trúng lửa giờ á. Ủa? Rồi đó. Ông này ông dục cái chai nước của tôi nè. Gì hả? Ờ để đó nghe điện dục cái ông nội. Giết sĩ vệ sinh. Hồi trước nè nữa ha. Nam mô vậy. Bây giờ đi đi cắm hương xung quanh với chú chị. Sáng giờ chị Ngọc chỉ ấy là Duy Minh đồng tiền. Duy Minh uống 2 chai rồi đó. Chai này là chai thứ 2 đó. Cái gì bớt uống cho bớt nói là hả? Uống nhiều vô cho bớt nói là hả? Ủa sao còn ngon quá? Uống nhiều mới có sức nấu chứ. Hàng xóm cái hoa này là cái hoa đố con nấu vàng của ai? Như của ông gì tên nghệ sĩ Nhân Thanh Điền á. Của cháu của cô Thanh Nguyên Huệ đem lên đó là hai cái cô ấy á. Cô nào? Hai cô đó là cháu á. Thì của cho đi chung với cháu gì của chú mua đem lên. Chung với chú Thanh Điền lên á. Cười á. Cười Hải giật tích. Mua cái gì? Nó anh chỉ với ai? Không, mình chết rồi.
tại vì giờ nếu mà bình thường quá thì đâu có ai xem. Bạn có cái đó thì mới giật lên luôn. Câu của người ta của em đó là xem đó phải không? Mấy ngàn rồi đó, mấy ngàn người xem. Tại vì bên Hải vì sao Hải nó giật thì người ta xem bên Hải người ta nhảy qua bên đây coi coi có không để biết sợ đâu. Phúc đức ông bà cao như núi, công cha nghĩa mẹ từ biển đông. Rồi người ta muốn nhảy qua như bên ta coi coi đúng không, để người ta nói ừ mùi Hải nó xạo, nó xạo sao đúng không? Nó qua không? Nhảy qua nhảy lại gì đó. Có không? Nhưng mà có mà. Giờ em không dám nói ai hết. Chỉ biết quay thôi, chia sẻ có gì quay nói nấy, nói cũng được, hỏi gì hỏi cũng được, mà không hỏi cũng cũng phải nói. Hồi lúc mình còn ngồi trên cái lưng con dâu ấy thì nói sao không được, giờ mình trả do là cho hai bà chân rồi. Ý là anh nói tôi là lên voi xuống chó đó gì? Cũng như chưa đó không, anh hỏi không ai trả lời hết. Anh hỏi không ai trả lời là tại vì người ta đang làm công việc. Anh hỏi thầy ở đây không? Có con voi để cỡ rồi mà bà chân mới cũng giật lại. Đời mà anh nó phải lên voi xuống chó chứ. Nào giờ thấy cái sứ có trái chưa? Cái sứ hả? Nè, trái hoa sứ nè. Thấy rồi. Hồi đó thấy rồi. Sứ này có trái. Hồi đó ở nhà cái bên bây giờ ông hai ông trồng kiểng cây bành bành không à? Giờ ông mắc rồi, kiểng ông vẫn còn. Đây là nghệ sĩ ưu tú Hậu Kiển quý quý vị. Ông là đạt cái kỷ lục, phá cái lục là người đóng phim phụ nhiều nhất ở Việt Nam mình. Thời bây giờ là ông đóng toàn là những vai phụ không à, đặc biệt là cái vai rất nổi tiếng của ông như là trong cái bộ phim Đất Phương Nam quý vị. Wow, đừng bà con đừng đừng quên theo dõi tối nay Duy Minh sẽ đi khám phá một cái nơi của một cái ông lão hồi hổm Duy Minh đi chia sẻ buổi tối quý cô chú anh chị. Buổi tối tại ở dưới xã An Phú, cũng ở Bình Dương. Cái ông lão đi ăn xin xiềng xích vợ á. Có con đó, một người vợ đó là rất là trong gia đình rất là khá giả mà theo ổng thì nó có bí ẩn ở đây. Nam mô Phật. Nhiều người nghi ông ta là giống như là chơi ngải, bùa ngải gì đó. Mà khi mà bị công an bắt cái buổi đó là tối lại Duy Minh với là Cảnh Thê với là anh Huy là vô khám phá là Nam mô Di Đà Phật. Trong nhà, trong cái chòi á, ở giữa sống giữa rừng đó là có 23 triệu và hai chiếc nhẫn. Hôm nay là tối nay Duy Minh muốn xuống đó tìm hiểu lại 23 triệu đó được bên chính quyền làm quà ăn kết, lập biên bản của đó rồi, như hôm nay là đến bữa nay là 3 ngày rồi như thế nào rồi. Đó, cái tiền đó có trả lại hay là xử cái vụ án như thế nào quý anh chị. Tối nay Duy Minh sẽ xuống đó tìm hiểu ha. Mong bà con cô bác tối nay 9 đến 10 giờ theo chân Duy Minh xem ha. Đây là một cái vụ cũng rất là chấn động luôn. Nói chung là cái ông này nhiều người á, nhiều người người ta nghi vấn ông là chơi bùa hay là ngải gì đó. Được anh đó, chơi bùa ngải gì đó mà khiến cho một cái người vợ này là rất là giàu sang luôn mà bỏ cả gia đình để là đi theo ông sống trong một cái khu rừng cao su đó, mà trong đó là khi mà công an bắt thì bỏ lỡ 20 mấy triệu. Trong cái mộc đen mà công an vô người ta cũng gà sót lục sót nhưng mà người ta không có biết. Tình cờ là ba anh em mình là mới khám phá ra được thì có bàn giao, có nhiều ý kiến trái chiều á quý cô chú anh chị. Nhiều ý kiến trái chiều là nói sao mà phải giữ lợ đưa cho gia đình,
làm sao mà giữ được quý cô chú chị. Cái thứ nhất là mấy anh em mình muốn minh quang là mấy anh em mình không dựng clip, không dựng clip, không tạo hiện trường giả. Và cái thứ hai nữa là cái tiền đó là cái tiền của ai không biết trong cái ngôi nhà của ông lão đó. Thì mình, thì ông đã bị công an bắt thì mình phải đưa cái số tiền đó cho bên công an của người ta để người ta lập biên bản và người ta tạm giữ đó quý cô chú chị. Công an mà người ta làm việc thì phải tạm giữ, lập biên bản, tạm giữ ở đó để là người ta tìm hiểu ra rồi người ta sự coi như tìm điều tra như thế nào, người ta cũng sẽ trả lại cho cái người chủ sở hữu đó thôi, chứ không có máu mát quý cô chú chị. Tại vì có nhiều bà con cô bác vô ý kiến trái chiều á, cho nên là mình muốn tối nay sẽ đi xuống đó và tìm hiểu lại cho bà con ha. Đó, để cho bà con cô bác biết về cái câu chuyện của ông lão sống trong khu rừng cao su ha, mà có vợ đẹp, con xinh, mà xiềng xích trong một cái căn nhà gọi là dột nát chùm mùng lại trong rừng cao su quý anh chị. Đó, thì mộ của chú thì hiện tại bây giờ là mấy anh em mình đã lau dọn xong xuôi hết rồi quý cô chú anh chị. Chỉ còn thắp hương, chú Tiểu vô thắp hương sau nữa là xong, là mấy anh em mình đi về thôi. Chiều tối nay Duy Minh sẽ cỡ 8-9 giờ Duy Minh sẽ chia sẻ cho bà con cô bác xem ha. Thì video đến đây thì Duy Minh cũng xin chúc cho tất cả bà con cô bác gần xa trong ngoài nước đang xem trên màn hình nhỏ của Duy Minh Vlog một cái ngày thứ 2 năm 2024 được là bình an vô sự, vạn sự như ý, tài lộc đến, sức khỏe thì cũng dồi dào, con cháu gia đình hạnh phúc ấm áp bên nhau ha. Bây giờ thì Duy Minh xin chào và hẹn bà con một cái video tối nay ha, ở nhà ông lão sống trong rừng ha.